Tôi đã nhảy nhót một chút đấy. Bà có thể làm lại được không? Tất nhiên là không thể rồi. Nhưng con gái tôi đã được xem và hưởng ứng. Đó là những phản ứng tự nhiên, nhưng rất phù hợp với hiện tại của Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern. New Zealand dưới sự dẫn dắt quyết liệt của nữ thủ tướng này đã chặn đứng thành công COVID-19 khi kéo dài chuỗi thành tích 17 ngày, không có ca mắc mới. Hôm nay không còn ca mắc COVID-19 nào tại New Zealand. 40.000 người đã được xét nghiệm trong hơn 2 tuần qua và không một ca nào dương tính. Không có ai phải nhập viện. Chúng ta đã trải qua 40 ngày không có thêm ca lây nhiễm cộng đồng. Và bệnh nhân cuối cùng đã kết thúc quá trình tự cách ly. Hôm nay tôi có thể tuyên bố rằng nội các đã đồng thuận việc chuyển sang giai đoạn 1, chuẩn bị mở cửa lại nền kinh tế hoàn toàn. Thời gian qua, người dân nước này đã háo hức chờ đợi báo cáo về một bệnh nhân nữ ở thành phố Auckland là người duy nhất còn cần bị cách ly vì COVID-19. Đến nay, Bộ Y tế New Zealand thông báo người này đã hết triệu chứng trong 48 giờ qua và được công nhận là khỏi bệnh. Trong đêm nay, thang cảnh báo về phản ứng với đại dịch COVID-19 tại New Zealand cũng sẽ được chuyển xuống cấp 1, mức thấp nhất trong thang 4 cấp độ, qua đó dỡ bỏ những quy định hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội trong nước. Dù đây là tin tốt, nhưng giới chức y tế nhấn mạnh người dân vẫn phải duy trì cảnh giác. Việc dỡ bỏ hạn chế phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta tiếp tục kiểm soát chặt biên giới để ngăn chặn virus xâm nhập. Và chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác với thực tế khắc nghiệt rằng virus sẽ vẫn tồn tại trong thời gian tới. Việc ngăn chặn dịch không phải là một động thái nhất thời, đó là một nỗ lực kéo dài. Chúng ta gần như chắc chắn sẽ thấy các ca bệnh quay trở lại đây, nhưng đó không phải là tín hiệu của sự thất bại, mà là thực tế của dịch. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải sẵn sàng. Bộ Y tế New Zealand cũng được yêu cầu chuẩn bị phương án để ngăn chặn hiệu quả bất kỳ ca mắc COVID-19 nào nhập khẩu vào trong tương lai. Đất nước 5 triệu người dân này đã ghi nhận 1.154 ca mắc và 22 ca tử vong. Trước đó, bà Ardern đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi lệnh đóng cửa đất nước từ ngày 25 tháng 3, ngay cả khi số ca nhiễm vẫn ở mức thấp và chỉ cho phép nới lỏng hạn chế từng bước.